Các bạn đang tìm nước hoa mùa hè đúng không? Vào đúng nơi đấy. Đây sẽ là nước hoa mùa hè dành cho những bạn nam, nhưng với một cái giá dưới 150 đô, tính là tầm dưới 3 triệu đồng đi. Và đây sẽ đặc biệt là những cái chai nước hoa rất là lạ ở trên thị trường. Thậm chí là mình còn có một cái tư tưởng, mình còn có một cái kiểu kế hoạch là mình sẽ mỗi năm mình làm khác nhau, không mang những cái gì cũ của năm trước vào năm mới. Tại vì nói thật là nước hoa rất là nhiều, nếu như mà có thử được chai nào ngon thì mình sẽ recommend ngay tới các bạn. Và hãy ngồi đây chúng ta cùng sau xem đó là những cái tên nào nhá. Chai nước hoa đầu tiên đó là một sản phẩm của nhà Hermès. Thì mình sẽ không xếp theo một cái thứ tự nào cả. Đó mãi các bạn có biết là dưới 3 triệu đồng và dùng mùa hè dành cho nam là được. Thì đó chính là Meritini. Đây, mình sẽ để tên ở phía dưới cho các bạn. Và đây là một chai nước hoa nằm trong bộ sưu tập khu vườn của nhà Hermès. Và trong bộ sưu tập này thì nó có hình như là 6 mùi hương gì đấy. Và nếu như bạn nam, bạn nữ nào mà kiểu yêu nhau, cưới nhau, ở với nhau này thì các bạn có thể mua nguyên cái line này về xài hàng ngày cũng được. Mùi hương này rất là dễ dùng. Cái mùi hương chủ đạo của Meritini này đó chính là mùi sung, lá sung. Như các bạn biết rằng là từ khi mình làm YouTube đến giờ có một chai nước hoa có mùi sung duy nhất mình làm, đó chính là Dolce & Gabbana Cây. Và chai nước hoa đó thì mọi người cũng không quan tâm cho lắm. Và với cá nhân mình thì sung ở trong nước hoa không phải là một cái nốt hương mà được nhiều người yêu thích, nhưng nó sẽ rất là đặc biệt. Vì thế thì đây sẽ là một chai nước hoa dành cho những bạn nào đang tìm kiếm cho mình một mùi signature scent. Mùi hương này khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi xanh, nó có cảm giác hơi kiểu đắng và chát nhẹ. Nhưng mà cái nét xanh ở đây nó, các bạn ngửi rất là rõ. Cái nét xanh ở đây nó không phải là kiểu bứt những cái cành, những cái ấy ra, mà nó như kiểu là các bạn cho kiểu một cái sấp lá sung này, xong rồi các bạn ép dập mạnh xuống và nó sẽ chảy những cái nước ra. Và những cái nước ở đây thì nó đặc. Thì khi các bạn ngửi cái mùi hương này, mình vừa mới xịt đây xong, thì các bạn thấy đúng một cái cảm giác như vậy. Tất nhiên là ban đầu thì nó sẽ có thêm một chút cam chanh suy chút, làm cho cái mùi hương có cảm giác kiểu tươi mọng hơn. Và em này thì sau khoảng tầm 15 phút thì cái nét tươi nó sẽ dịu dần xuống và cái nét xanh nó sẽ chiếm chủ đạo. Các bạn đã nhận thấy thêm một cái nét ngọt nữa, thì cái nét ngọt này đến từ hoa cam. Nhưng mà các bạn yên tâm là hoa cam ở đây nó chỉ làm nền thôi, nó chỉ làm cho cái xanh ở đây nó đỡ bị chán hơn và nó có thêm một cái nét ngọt điểm xuyến vào đấy. Và em này khi mà dry down ấy thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi xạ này, ấm này, sạch sẽ, kết hợp cùng một nét xanh và cái nét hơi ngọt nhẹ của hoa cam cùng với gỗ. Phải nói rằng đây là một cái mùi hương rất 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 là đặc biệt. Đặc biệt là khi mà dry down, mình rất thích ngửi cái mùi hương này ở trên da. Và em này thì nó làm mình liên tưởng tới một cái cảm, một cái hình ảnh. Đó là mình có một căn nhà ở trong một cái ngõ nhỏ, và cái căn nhà đấy thì có một cái sân nó khá là rộng. Ở dưới đấy thì mình trồng khá là nhiều những cái cây, có những cái cán tán lá to, mà mình ngồi dưới đấy vào những ngày sáng chủ nhật, ngồi rất là kiểu bình yên, rất là kiểu thư thái, xong rồi ngồi uống một tí nước hoa quả, xong rồi thỉnh thoảng lại có những cái ánh sáng mặt trời nó xuyên qua những cái tán lá vậy. Một cái cảm giác rất là kiểu thanh tao, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có một cái làn gió kiểu mát mát thổi qua. Thì đấy là cái cảm giác của mình khi mà mình xịt chai nước hoa Angelin and Meritini này. Thì mình nghĩ rằng là các bạn nào thích cái cảm giác đấy, và đặc biệt là mùi hương này như mình tả ấy, thì nó sẽ có cái cảm giác nó không bị xô bồ, nó không phải là một cái mùi hương quá là hiện đại. Thì em này sẽ dành cho những bạn nam tầm mình nghe tầm từ 23 tuổi cho đến 25 tuổi đổ ra này. Có cái phong cách nó hơi trầm tính một tí, trưởng thành hơn tuổi một tí. Và em này thì xài cho mùa hè rất là ngon. Các bạn sẽ không bị cảm giác kiểu khó chịu hay là kiểu bám tỏa kém, tại vì mùi hương này lưu ở trên da cũng bét phải tầm 6 tiếng, còn nếu mà trên da mình nó rơi vào tầm 8 tiếng rất là ok, và độ tỏa hương tầm hơn nửa cánh tay một tí thôi, rất là vừa phải cho một cái mùi hương mùa hè. Và trong cái bộ sưu tập này còn có những cái mùi khác nữa mà các bạn có thể thử qua của nhà này. Thêm một điều nữa đó là về phong cách, thì em này mình nghĩ rằng là chả có cái giới hạn về phong cách. Các bạn có thể mặc những cái bộ suit hay là kể cả sơ mi, quần âu, kể cả những cái áo như thế này hay là kể cả những cái áo phông, thì con này các bạn đều có thể sử dụng được. Nó là một cái mùi xanh rất là dễ chịu, rất là gần gũi, nên là hoàn toàn có thể wear được hàng ngày từ mùa hè, mùa xuân cho đến mùa thu, không bao giờ bị khó chịu. Đó là một sản phẩm đầu tiên của nhà Hermès. Ở vị trí số 2 đó chính là Whey của Missoni. Em này thì thỉnh thoảng trên buổi live stream mình có nhắc rồi. Và Missoni là một cái thương hiệu thời trang làm về đồ dệt kim của Ý khá là lâu đời rồi. Và họ cũng làm nước hoa hình như từ năm 2000 mấy thì phải. Và Whey là một cái mùi hương mà mình được
gửi cho. Thì có một cái câu chuyện là mình chia sẻ như này, đó là em này khi mà mình được gửi cho ấy, đó là một chai như này, còn mình được còn là chai full. Thì bên Blanc có bảo mình là em thử thẩm chai này xem, anh thấy cũng được. Thì mình xịt em này ngay khi mà mình cầm về. Thì nó thật là mình không ấn tượng, tại vì mình thấy có một cảm giác gì đó là phiên bản clone của Versace Per Home, rồi một chút của Lu Home Sport. Xong rồi mình kiểu mình xịt khoảng tầm hơn một tiếng xong rồi mình đi tắm luôn, nên là mình cũng không quan tâm nó lắm. Thế xong rồi đến hôm mà mình làm lít nước hoa giá rẻ, mình lên những cái tên thì mình có xịt lại em này thêm một lần nữa. Và hôm đó thì mình có xịt vào buổi sáng. Thì có một điều mình rất ấn tượng về mùi hương này, đó là nó lưu ở trên da mình được nguyên một ngày. Cái thứ hai đó là lưu trên áo phải tầm 2 đến 3 ngày nếu như các bạn không giặt nhá. Tại vì mình xịt thì đợt đấy là cũng mùa nó cũng hơi hơi se se lạnh một tí. Thì mình mặc những cái áo dài tay, và đặc biệt là mình xịt vào cổ tay nó dính lên thôi chứ mình không phải xịt thẳng lên áo. Thì nó lưu khoảng tầm 2 đến 3 ngày và đấy là một cái điều mình rất rất ấn tượng. Còn về mùi hương của em nó thì khi các bạn xịt ra, các bạn đã nhận thấy một cái mùi cam chanh. Và cái nhà Missoni của Ý này thì các bạn biết là những cái sản phẩm nước hoa đến từ Ý thì cái nguồn chút cam chanh của họ là rất là chất lượng. Và em này thì khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy mùi cam chanh này. Và một cái nét nữa đó là cái nét aquatic, cái nét hơi lợ lợ đấy. Thì khi mà mình ngửi em này, mình có cảm giác là đó là những cái quả cam, quả quýt, rồi quả chanh chúng ta ngâm vào trong cái nước muối để rửa sạch cái lớp vỏ ở ngoài ấy. Và khi đó chúng ta đưa lên và chúng ta ngửi, hoặc là chúng ta cắt ra chúng ta ăn, thì chúng ta cảm giác kiểu hơi lợ lợ ban đầu. Và thêm một cái điều nữa đó là ở sau khoảng tầm 10 đến 15 phút thì mình lại thấy bóng dáng của chai nước hoa Lu Home Sport của nhà Chanel này, phiên bản này xuất hiện. Nhưng cái nét vani cũng như là cái nét tươi mát từ Bạc Hà ở trong Missoni Way này thì nó lên không rõ. Nhưng mà đây là một cái phiên bản mà line giữa hai chai nước hoa Versace Per Home và Lu Home Sport. Đặc biệt là khi mà dry down của chai nước hoa này, nó có một cái nốt hương mình cực kỳ cảm thấy là mình rất là hài lòng nếu như mình xịt nó vào mùa hè. Đó là cái nét vani ở đây, cái nét ngọt ở đây. Nó không bị kiểu đặc hay là kiểu dày dặn, mà nó như kiểu là miêu tả như này các bạn dễ hiểu nhá. Nó là những cái cốc Milo các bạn đổ ra, xong rồi các bạn cho vào cốc này, các bạn cho đá vào, bắt đầu nó tan ra. Và khi bắt đầu kiểu tan đá ra, các bạn uống nó loãng như vậy. Thì có thể là nhiều bạn không thích cái kiểu vani như vậy, cái kiểu ngọt như vậy. Nhưng mà khi mà trong nước hoa, cái nét ngọt như vậy nó rất là vừa phải đối với mùa hè. Và đặc biệt là nó lưu cực kỳ tốt, cái nét ngọt đấy nó lưu ở trên da nguyên một ngày luôn. Và mình cảm thấy rằng là đây là một chai nước hoa xứng đáng mình phải cho vào list những chai nước hoa giá rẻ cho nam vào mùa hè năm 2022. Xét về cái độ đa dụng thì mình nói thật là mùi hương này các bạn trẻ có thể xài được. Tại vì Versace Per Home hay là Lu Home Sport thì nó cũng không có quá là nhiều những cái khắt khe về độ tuổi. Nên là mình nghĩ tầm 18 tuổi, thậm chí là tầm 16 tuổi, các bạn học cấp 3, các bạn có điều kiện kinh tế một chút, tầm một củ, chai này tầm một củ, thì các bạn hoàn toàn có thể mua em này xịt 100ml nhá. Chai thì trông hơi đều một tí thôi, nhìn hơi xấu, nhưng các bạn có thể đảm bảo những cái yếu tố là các bạn đi làm, đi chơi, đi hẹn hò, nó sẽ mang lại một cái mùi thơm và nó lưu rất rất tốt. Mà mình nghĩ là với một cái giá tiền cũng như là cái độ tuổi tầm 16 đến 18 tuổi mà các bạn tiếp cận mùi này thì nó hoàn toàn đáp ứng tất cả những cái yếu tố đó, thậm chí là một cái món ngon trong tầm giá của các bạn, cũng chả cần phải ăn mặc thế nào cả, mặc xào cũng có thể xịt được. Đó chính là Missoni Way. Hai cái tên vừa rồi thì là hai cái tên khá là đa dụng mà các bạn có thể xịt được lúc nào cũng được. Nhưng chúng ta đến với một cái tên đó là Vetiver Eau de Parfum của nhà Prada. Chai nước hoa này nó khá là kén mũi, thực sự là như vậy. Mình ngửi ban đầu thì mình ngửi phát mình bảo ui thích luôn, tại vì đây là gu của mình. Nhưng mình tin rằng là chai nước hoa này nếu như mình làm review thì có thể các bạn sẽ rất là kén chọn. Em này nếu như các bạn thích những chai nước hoa như là Tom Ford Gold Vetiver, hay là những cái chai như là Tre de MS phiên bản Vetiver, hay là kể cả phiên bản thường, rồi Dunhill Icon phiên bản EDP, thì các bạn sẽ thích con Prada Vetiver này. Nói thật là hôm trước mình qua nhà thằng cu em mình thì mình có thấy con này mà mình mới biết rằng là nhà Prada này có làm Vetiver. Tại vì nói thật là mình cũng không ấn tượng lắm với những sản phẩm của nhà Prada này. Và em này thì khi các bạn xịt ra, các bạn nhận thấy một cái mùi, đó là mùi ô mai mơ gừng.
một cái nét ngọt, một cái nét cay, đúng kiểu những cái viên ô mai mà ngày xưa hồi bé ấy, khi mà nhà mình bán tạp hóa ấy, thì mẹ mình có hay kiểu mua ô mai ở trên phố hàng đường về, và mẹ mình có để vào trong một cái lọ thủy tinh to như này. Xong rồi những cái quả ô mai nếu mà để ở trên ấy, thì nó thường xuyên nó được bán luôn thì không sao, nhưng mà những cái quả được ép ở dưới thì lâu ngày nó chảy nước và cái gừng nó sẽ quyện vào đấy, một cái cảm giác cay, một cái cảm giác rất là kiểu mát, xong rồi kiểu chua chua nó sẽ xuất hiện ở đây. Và sau khoảng tầm 5 đến 10 phút thôi thì các bạn lại thận thấy vetiver ngay xuất hiện. Vetiver ở đây mình cảm giác kiểu hăng, có khói, rồi ngửi nó chưa bị khô lắm, nhưng mà càng dry down ở trên da thì mình cảm giác như kiểu là những cái cành cây mà bứt ra, xong rồi nó tóe nước ra, xong rồi cái nệm hăng nó sộc vào mũi vậy. Thì đây là một cái mùi hương nó mang tới cảm giác như vậy. Và thực sự là cái vetiver không phải là một cái nốt hương mà ai cũng có thể xài được. Vì thế thì mùi hương này với cá nhân mình ấy, mình nghĩ rằng là phải những bạn nam, thứ nhất là thích những cái chai có vetiver, Uncle Noah, những cái thứ, thì các bạn mới thích được con này. Và cái con này các bạn hoàn toàn có thể xài được hè, tại vì cái gừng nó làm không bị cái kiểu là khô hay là kiểu cay quá, mà nó vẫn có cảm giác kiểu juicy đấy, cũng như là mùi nó rất là đặc biệt, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng kể cả vào những ngày hè. Mình nghĩ rằng là cái nét khô của vetiver hăng nó sẽ càng tỏa tốt và nó trở thành bạn kiểu rất là nam tính ấy. Mùi hương này mình nghĩ là tầm chắc là phải 25 tuổi trở ra các bạn mới có thể xịt được. Và mình nghĩ rằng là cái phong cách ăn mặc thì nó cũng cần phải trưởng thành chững chạc, chứ không thể nào mặc những chiếc áo Doraemon, Doremi, rồi quần vàng như hôm mình quay ở Island được cả. Mà nó cần một cái, thứ nhất là một cái kiểu basic, kiểu đơn giản, hoặc là các bạn mặc kiểu sơ mi, mùng các thứ thì các bạn có thể xài. Mùi hương này mình nghĩ là tầm từ 25 sợ xài ra, thậm chí là các bạn mua để các bạn tặng những cái bố mẹ của các bạn, các anh trai của các bạn cũng được, nó cũng rất là ổn. Và mùi hương nó lưu ở trên da rơi tầm 6 tiếng, tầm 6 đến 7 tiếng thôi. Và mình hay nói đó là mùi oh my gừng, ngửi thôi chảy ứa ở nước miếng. Ở vị trí số mấy rồi nhỉ? À số 4, số 2. Số 2 chúng ta có một cái sản phẩm thôi làm con này cũng được. Đó là Van Cleef & Arpels Neroli Amara. Đây. Một chai nước hoa này thì mình lấy ở nhập ở Ireland. Ireland thì làm có thể nói là cơ sở đầu tiên nhập Van Cleef & Arpels nguyên lai về để các bạn thử. Và đây cũng là chai nước hoa nó có cái giá sát trần, sát với cái khung ngày hôm nay nhất, đó là khoảng tầm gần 3 triệu đồng cho chai này, là chai 70ml đúng không nhỉ? Đây rồi, 75ml. Đây các bạn thể nhìn thấy, đây là cái line này là trong cái line Extraordinary, có thể nói là cái line cao cấp của nhà Van Cleef. Nhiều bạn có khi còn chả biết cái thương hiệu này là gì đúng không? Các bạn có thể search Google nhá. Mùi hương này là một cái mùi hương dành cho những anh em nào thích hoa. Thích hoa. Đó là mùi của hoa cam. Các bạn sẽ thấy rằng là nó có hai loại, đó là Orange Blossom và cái mùi của Neroli, thì nó chỉ khác nhau ở cách chiết xuất thôi, có nguồn nguyên liệu là như nhau và về mùi thì nó cũng gần giống nhau. Thì em này khi các bạn xịt ra, các bạn sẽ nhận thấy ngay cái mùi cam chanh rất quen thuộc và cái mùi hoa cam cực kỳ rõ, và nó như kiểu một cái bông hoa cam rất là chân thật vậy. Các bạn ngửi như thế nào, ngoài nó là như vậy. Và cái nét đây thì không hiểu sao mình ngửi nó cảm giác kiểu nó hơi kiểu là mình muốn cắn vậy. Tại vì cái nét của hoa cam cùng cái nét ngọt kiểu mình cảm giác là liên tưởng đến những cái miếng thạch ấy. Thạch mình ăn ngày bé, chỉ là nó thêm vào cái mùi xịt luôn đi. Ngửi thôi đã muốn kiểu cắn rồi. Hoặc là nhiều bạn thì miêu tả con này nó giống với cái mùi gọi là cái tinh dầu hoa cam mà các bạn cho vào những cái bánh trung thu ấy. Nếu mà nhà bạn nào làm, đây là mình đọc ở trên một cái bài các bạn ấy chia sẻ là như vậy. Xong rồi uống thêm tí chè vào thì phải gọi là rất là giống. Và cái mùi hương này thì nói thật là cũng không có biến chuyển quá là nhiều. Từ đầu cho đến khoảng tầm 5 tiếng đến 6 tiếng ở trên da thì nó chỉ là cái sự biến chuyển giữa hoa cam cùng với một chút citrus. Ban đầu thì citrus nhiều này, xong rồi dần dần thì nét hoa cam nó làm chủ đạo và hoa cam nó thông xuyên suốt từ đầu đến cuối. Và sau khoảng tầm 7 đến 8 tiếng ở trên da thì cái mùi hương này nó mix thêm một chút xạ nữa, làm cái mùi hương ấm hơn. Và mình thấy là đa số những cái chai nước hoa thì về sau
họ đều thêm xạ hương vào để duy trì cũng như là làm cho cái mùi hương nó có độ dày dặn cũng như là có thêm một cái nét ngọt để có thể bám tốt hơn ở trên da. Thì em này là một cái điển hình như vậy. Và người ta hay nói là con này được so sánh với con Tom Ford Neroli Portofino. Nhưng với mình thì em này nó, thứ nhất là mùi nó đầy đặn hơn. Cái thứ hai là nó kiểu ngọt hơn. Cái thứ ba là nó bám tỏa tốt hơn cực kỳ nhiều. Nên là nếu như bạn nào là fan của chai nước hoa Tom Ford Neroli Portofino thì các bạn hoàn toàn có thể mua chai nước hoa này. Ui, nó chân thật lắm luôn ấy. Thề. Em này thì lưu ở trên da mình nghĩ rằng là tầm 8 đến 10 tiếng. Trên da mình rất tốt. Mình xịt từ sáng cho đến tối mình đi trực, đến gần sáng mình trực xuyên đêm và đến gần sáng mình vẫn ngửi thì nó kiểu thoang thoảng nhẹ trên da. Và cái độ tỏa hương con này nó cũng rất là tốt, tầm hơn nửa cánh tay đến gần một cánh tay trong khoảng tầm 4 đến 5 tiếng. Đó là với hai lần xịt ở một chỗ thì mình thấy rằng là về cái độ bám tỏa, đặc biệt là sử dụng trong mùa hè, con này kiểu vô địch ở đây là chắc là không có nào bằng cả. Còn về cái phong cách ăn mặc thì mình nghĩ rằng là bạn nào thích những cái tông màu sáng, màu be, màu trắng thì các bạn hoàn toàn có thể mua em này. Các bạn kiểu, thứ ra con này nó có cái thiên hướng kiểu unisex, nhiều bạn thì nói là nó cũng có hơi nghiêng nữ. Nhưng mà với cá nhân mình, nếu như mà mình mặc những cái chiếc áo kiểu hoa lá cành như thế này, rồi những cái tông màu sáng, mặc kiểu quần ghi này, xong rồi áo sáng màu oversize, các bạn mặc kiểu thoải mái, dễ kiểu năng động, thì các bạn hoàn toàn có thể xịt cái mùi hương này. Mình nghĩ rằng là các bạn sẽ không bị nhìn một cái hình ảnh là kiểu quyến rũ sexy gì cả, mà các bạn chỉ cần ngửi thế là ngửi nó sang, nó tinh tế. Thì đây là những cái gì mà Van Cleef & Arpels Neroli Amara mang tới. Thực ra trong cái line này cũng có khá là nhiều mùi, nhưng mà với cá nhân mình rất ấn tượng với cái này. Đây là một cái mùi hương mà các bạn đáng thử. Alien đang sẵn đấy, đến thử xem. Và bây giờ chúng ta đến với cái tên cuối cùng. Đó chính là một sản phẩm của nhà Piri Monte Carlo. Đó là Arancia di Sicilia. Đó, nghe tên thôi là các bạn đoán được là đây là một chai nước hoa đến từ Ý rồi. Và Sicily là một cái vùng trồng cam, rất trồng những cái loài cam chanh citrus rất là nổi tiếng ở Ý. Và những cái nhà nước hoa đến từ Ý thì luôn luôn có một cái độ chất lượng, đặc biệt là những cái sản phẩm như kiểu Sezop chẳng hạn. Họ có những cái chai nước hoa mà nó mang cái tông mùi citrus, đặc biệt là nó khác biệt hoàn toàn với những chai nước hoa có những cái nguồn nguyên liệu đến từ những cái vùng khác. Và mùi hương này là mùi cam được trồng tại Sicily và nó có tên là Arancia di Sicilia. Đọc líu cả lưỡi. Cái mùi cam này khi các bạn xịt ra thì các bạn nhận thấy được một cái mùi cam ngọt đậm luôn, rõ rệt luôn. Và các bạn không hề nhận thấy sự tươi mới mà mình có hình dung tới những cái quả, những cái miếng cam đỏ xong rồi các bạn ép lại. Nó không ra quá nhiều nước nhưng mà nó rất đậm mùi và nó rất là ngọt. Đó, và mùi hương này mình phải thấy rằng là nó có một cái điều, đó là nó được mix cùng với vani, cùng với hạnh nhân và cà phê. Nên em này sẽ chỉ phù hợp để các bạn đi hẹn hò, bạn thích một cái tông mùi ngọt ngào, nó hấp dẫn, nó thu hút người khác thì các bạn có thể xịt được cái mùi hương này nha. Và sau cái khoảng 5-10 phút khi cái mùi cam nó đậm ở trên da thì các bạn nhận thấy những cái nét như là mùi hơi bùi này của hạnh nhân này, xong rồi một chút kiểu mùi thơm đặc trưng của cà phê và cái nét ngọt của vani. Nó làm mình liên tưởng tới là mình đang ngồi ở một cái bàn, xong rồi mình ngắm một cái khung cảnh biển, rồi mình uống một cái cốc nước cam, bên cạnh đó là một cái chiếc bánh cam. Hôm trước mình có nói về con bánh cam, đó là con Lyra của nhà Sezop này. Thì nó sẽ có chung một cái nét nào đó, nhưng mà ở Sezop Lyra ấy thì nó là một cái con làm hướng tới mùa đông nhiều. Nên là đây là một cái bánh cam nướng, còn đây là như kiểu một cái bánh mà mix thêm một chút kiểu cái kem vậy mà làm cho mùa hè kiểu ăn nhẹ nhàng ấy. Còn kia là kiểu bánh cam nướng, các bạn đã nhận thấy là mùi khói nó rất là dễ rõ rệt và cái nét hơi kiểu cháy nhẹ. Thì ở đây thì là một cái bánh ngọt được làm từ những cái kem, đơn giản là như vậy, xong rồi thêm một chút cam, một chút cái nét ngọt của vani. Và cái mùi hương này phải nói rằng là nó rất là hấp dẫn. Nếu như bạn nào thích Lyra này, bạn nào thích con Guerlain Edition phiên bản Cologne thì đây cũng là cái mùi hương mà mình nghĩ là các bạn sẽ thích. Chỉ là đơn giản nó dùng rất tốt cho mùa hè, tại vì
Nó thật là mùi của nó rất là mỏng, chủ yếu vẫn là cam là chủ yếu, còn cái nét cái kiểu cà phê vani nó chỉ là điểm xuyến thôi, và nó làm cho cái mùi hương thêm ấn tượng hơn. Và em này thì đi hẹn hò, mình đảm bảo là các bạn sẽ kiểu, cô nàng sẽ kiểu, wow, sao em ngửi thế không thấy anh giống với mấy mùi Blue de Chanel hay là Dior Sauvage nhỉ? Tại vì mùa hè thì mình có thấy nồng lắm, anh như kiểu một người thợ làm bánh vậy. Đó, nếu như bạn thích điều đó thì các bạn hãy thử con này. Độ lưu hương cũng như là độ tỏa hương thì con này lưu ở trên da nó ở mức khá là hạn chế. Đó là một cái điều mình hơi buồn, trên da mình tầm 6 tiếng thôi. Và cái độ tỏa hương thì nó rơi vào tầm nửa cánh tay quay đầu. Nó không phải là một cái quá tốt. Đúng ra nếu mà mùi hương này mà tỏa tốt hơn ấy, thì có thể là nó sẽ được mình kiểu khoái hơn mà mình sẽ mua về để sử dụng. Nhưng mà tại vì nó lại lưu hơi kém, nhưng mà mình nghĩ là sẽ phù hợp để các bạn đi hẹn hò vào buổi tối này, hay là đi kiểu xem phim ở trong rạp chiếu phim. Nhưng mà thêm một điều nữa là nếu như mà các bạn định mua để dùng vào thời tiết là trên 35 độ, hay là các bạn sử dụng văn phòng hàng ngày, thì con này sẽ dùng lâu nó sẽ bị nhàm chán. Nốt một điều nữa đó là về cái phong cách ăn mặc thì mình nghĩ là rất là trẻ trung, rất là năng động. Tại vì những người mà thích những cái bánh cam, những người mà thích kiểu ngồi như vậy, đi hẹn hò như vậy thì cũng phải là những người trẻ. Con này chắc tầm 20 tuổi là có thể xài được. Thực ra cả nam lẫn nữ người xài được, nhưng mình đánh giá là nam sẽ ok hơn, các bạn sẽ kiểu ấn tượng hơn. Và đó là năm gợi ý của mình cho mùa hè 2022 sắp tới để các bạn nam có thể tham khảo nha. Tất nhiên thì sẽ còn vài con khác mình đợt tới mình làm, mình được thẩm tiếp thì mình sẽ làm video riêng sau. Còn trước mắt thì đây sẽ là năm mùi hương đón hè mà các bạn có thể tham khảo, toàn những cái tên lạ luôn, không đụng hàng luôn nha. Còn bây giờ thì video kết thúc, đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi nếu như đây là lần đầu theo dõi kênh của bạn, và đừng quên việc chia sẻ kênh của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.